đây đi đây mà lại muốn thông gia cất nghĩa. Muôn tâu, vì ngô hầu với cam phu nhân của ngài vừa tạ thế, còn mi phu nhân không đủ tài dưỡng quản tam cung, sợ ngài năm tháng lẻ loi chích bông mình rồng, nên ngô hầu tội muốn thông gia kết nghĩa. Thông gia kết nghĩa à? Phải, chắc ngài cũng đã biết ngô quốc thái tuổi cao sức yếu, thời đang xuân đơn quê trổ đôi nhành, ngoài thì ngô hầu vĩnh trị gian tăng, còn trong cung nội lại có ngô cao quận chúa, nàng là càng đá ngọc trầm vàng, thật xứng đáng là người đẹp của ngô bang, lại còn thêm văn võ công toàn, tuy sống trong lầu con giác ngọc, nhưng trên cùng võ nghệ không bằng, lại ước mong sao có được một tấm chồng, phải là người bốn biển lừng danh, chỉ có ngài vậy mới đáng cho nàng khen chọn, thế nên tôi mới dâng lệnh ngô hầu, đến hôm nay rồi mới lệnh tất hòa, chọn ngày làm tam giang ta cầu hôn. Ta là em hiện nghi đang minh điện ngay gần, tuổi tí một lần còn cũng chua tối đầu thanh xuân, thì có xin nói vừa đứa bao giờ. Nhưng trước khi thầm lên đường phản qua hướng địa, thì ngô chúa đã thỉnh lời mẫu hậu, và cũng đã bàn qua với quận chúa, người cũng bằng lòng phối nhậu với sư quân. Rất cảm ơn quốc thái có định tình, như đây là chuyện đại sự quốc gia, vậy phiền lữ huynh chờ đợi trong đôi ngày, tôi sẽ lượng bàn kết quen rồi sẽ hồi âm. Dạ thần xin lãnh ý chúa công, và mong sao cho mau đến ngày thành tựu. Cảm ơn nữ huynh kiểu để. Dạ. Hãy lo sắp đặt với tình, mời sứ quan an nghỉ đó nha. Phụng mãn. Kính bái chúa công. Quá là hết sức trung ương, nên tôi hiện mới tìm chúa thánh. Hay, hay lắm. Quân sư, có việc gì mà khánh giỏi cười đắc chí? Khánh có biết rằng lòng ta đang rui đi đâu hay sao? Tâu chúa công, thần đã lắng nghe tỏ rõ, nên thích chi vô cùng. Chúa công ơi, cơ hội mai cờ đã tới tay thì đợi gì mà không mất. Đó là do nên quân sư dự đoán, nên có vẻ thích chi hơn quen. Chứ còn ngô công quyền là kẻ gian thân, còn cháu công cảnh là một đứa gian hoa xảo trá. Nó nói theo cây của tư đồ Dương Doãn, bài mưu âm hại Lữ Phụng Tiên, nó dùng kế mỹ nhân để đưa ta vào hang hồng nguyệt hổ đó quân sư. Nhưng nếu ta không vào hang hổ thì làm sao rốt được đâu hùng? Không đấu kế với kẻ gian hùng thì làm sao phân tài cao hạ? Quân sư, quân sư nghĩ thế nào mà lại đưa ta vào con đường quá ư là mạo hiểm? Quân sư nên biết là sang Đông Ngô thì dễ, mà trở lại Kinh Châu thì rất khó. Biết đâu ta chưa được gần mỹ nhân thì đã xa vào tay giặc. Đó là mưu tính của Ngô Công Quyền và chủ công cận. Chúng muốn tiến lại đất Kinh Châu để giành dân cửu quận, nhưng muốn là một việc, còn thành hai bại là một việc khác. Quân sư nói thế có nghĩa là ta và dân đất Kinh Châu đã biết rõ mưu đồ thâm độc của Ngô Công Quyền và chủ công cận. Mà khi đã biết, tất phải có cái mưu để đánh trả lại chúng. Bệ hạ đã từng chủ vua thiên hạ, đã từng hiểm mật nằm lắm, thì không
không gì hội cao mà xả rời thần dẫn trăm họ. Không gì sắc đẹp của giai nhân mặc quên đi cứu đồ các vị hiện đế. Bệ hạ biết thương dân, lo cho dân thì dân phải biết lo cho bệ hạ và sự nghiệp của nhà hơn. Thần tin rồi để ba nước sẽ là một, một hương trào, một dân tộc thiên ngang. Ta vốn tin vào tài trí của quân sư, vào kế mưu bách thắng của nhà chiến lược đa tài. Nhưng quân sư ơi, khanh hãy nghĩ lại xem, ta là một vị vua ân quốc tề, có lý nào lại đi cưới gái Ngô Ba? Cách xa vạn dặm Tùng Dương, bỏ lại nơi đây biết bao điều hòa đêm tiếp kế bất yên, bỏ cả một mà điều thương. Biết bao nhiêu là tình huynh nghĩa rồi, đã chậm sớm chia cay đắng ngọt bùi, kể từ khi ta khai sáng từ đầu. Nay ngày vàng dựng chắc bền lâu, tình thổ lộ xin lễ đưa sang cương ngộ khách trang đài. Trước là vẹn trúc mai, sau đó vạn tài lưu hoàng thúc tâm ngay lầm thiết thạch cả ngô hầu không cần xé hồn kinh. Xin vô công đừng ngại chuyện tự sinh, hãy tin tưởng Khổng Minh lời quả quyết. Bảo gia thiên nhan con ngũ hổ quan hào kiệt, vũ lầm thần quái tiêu gì kẻ gian hay lắm. Nghe qua lầm luôn xót xa, sanh linh bình an. Quân sư ơi, ta không biết lẽ tiếc lâu ngay, cũng không màng chi là cuộc đời vương gia. Vị của ta không muốn ngồi canh thiên hạ, để mà nhìn muôn dân chịu thống khổ điêu tàn. Thank you.
vậy, thần tính chất là như vậy, cánh tính chất là như vậy, hãy đó bệ hạ. Quân sư ơi, dọc cho con hãy vào kỳ sinh ngày đừng nản chí son gan, vì đường còn dài đại hải giác thiên giai, ta chỉ trong cây muôn tâu. Thần có thảo ra ba bức cẩm nang để bệ hạ mang theo mà hành động, bệ hạ cứ cây thi hành. Thần tin rằng chẳng những Ngô Tôn Quyền và thần dân binh tướng của nước Ngô cũng không làm chi đến canh thể. Thôi được, khanh hãy y kế thi hành. Tôn lệnh Ngõ Môn Quan. Dạ. Cho mời Dương sư đến đây nghị sự đó nhé. Dạ. Dạ, thần Lữ Phạm nhập cung kính chúc Lưu Dương vạn vạn tuế. Miễn lễ sư quan, mời sư quan an toàn. Phụ mạng. Mời gia các quân sư. Gia các quân sư. Kính chào Ngô Dương sư. Kính chào Hơn quân sư. Dự ác ơn, hèn lâu tôi mơ ước, nay mới được tạm.